hẳn anh em cũng biết Amly là trái tim vàng quan trọng của dàn karaoke và trở nên vô cùng thông dụng nhất hiện nay. Và thường thì Amly đều có những thông số tương tự nhau, nhưng không phải anh em nào cũng nắm rõ những thông số cơ bản cần thiết này, mà phải biết sử dụng chúng để lựa chọn Amly phù hợp với dàn karaoke của nhà mình và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên là công suất của Amly. Công suất hiệu dụng của Amly thường được coi là thước đo chính của độ mạnh, sức tải của một chiếc Amly. Anh em đừng nhầm lẫn giữa công suất hiệu dụng và công suất âm thanh phát ra lớn nhất nha. Bởi vì một vài nhà sản xuất thường quảng cáo công suất âm thanh phát ra lớn nhất lên tới hàng ngàn watt khiến anh em dễ bị nhầm lẫn, trong khi công suất hiệu dụng là rất thấp. Công suất hiệu dụng của Amly cho thấy mức công suất trung bình tạo ra liên tục trong một khoảng thời gian. Nó được tính trung bình từ nhiều mẫu khác nhau, biểu thị độ mạnh của Amly. 2. Độ lợi công suất. Anh em sẽ thấy một thông số được đo bằng đơn vị decibel mỗi khi xem thông số của Amly. Đây là tỷ số theo hàm logarit giữa công suất đầu vào và công suất đầu ra của một chiếc Amly. Nó cho thấy khả năng khuếch đại của Amly như thế nào. 3. Tần số đáp ứng. Thông số này cho thấy khoảng tần số của tín hiệu đầu vào mà Amly hoạt động ổn định tuyến tính. Những Amly karaoke hay nhất có thể đáp ứng tần số trong khoảng 20Hz đến 20kHz, khoảng âm thanh người ta có thể cảm nhận được. 4. Hiệu suất. Thể hiện khả năng đưa ra công suất âm thanh theo công suất đầu vào của một Amly. Khi chúng ta cung cấp công suất đầu vào cho một Amly thì chỉ có một phần được khuếch đại ra âm thanh. Mỗi loại Amly tùy thuộc vào lát mà có hiệu suất khác nhau.